Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Xin chào quý khán giả đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe lời kêu gọi toàn quốc đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và lời kêu gọi ấy còn được nhân dân ta áp dụng trong tất cả các cuộc kháng chiến chống thực dân, xâm lược trong mỗi chúng ta. Có ai biết rõ số lượng vũ khí mà Mỹ đã sử dụng cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam? Con số đó không hề nhỏ. Có những lúc, cường quốc to lớn ấy phải dốc hết toàn bộ lực lượng để nhằm khuất phục đất nước và người Việt Nam. Nhưng chính nghĩa luôn chiến thắng. Đất nước Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang trước một kẻ khổng lồ. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Trong video ngày hôm nay, Ánh Sao Vàng xin giới thiệu tới các bạn top 6 vũ khí tự chế của Việt Nam khiến lính Mỹ phải khóc thét. 1. Hầm trông giết giặc. Trên những con đường nàng êm ả của Việt Nam, hàng ngày người dân Việt Nam đi làm đồng, đi chợ, đi bắt cá, rất đỗi bình thường. Nhưng tới khi Mỹ đi càn thì con đường ấy lại trở thành con đường xuống địa ngục, vì nó đầy rẫy những cạm bẫy không lường trước được. Trong những trận càn, nhiều binh sĩ Mỹ vẫn nói với nhau rằng đi một bước nữa có thể là bước đi cuối cùng của đời mình. Bởi vì chúng có thể bị sụp xuống hầm trông và hậu quả thì khôn lường, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Đó là những hầm trông sắc nhọn được vát bằng loại tre già hay tẩm vồng, được cắm thật chặt xuống hố đã được đào sẵn, mũi nhọn chĩa lên trên. Ở trên được ngụy trang bằng những cành cây, lá cây hay rơm rạ. Bình thường, nhìn thì sẽ không biết đây là hầm trông, chỉ khi quân địch bị rơi lọt xuống hố đó, rồi bị châm đông thủng bụng, xuyên qua mông, xuyên qua chân thì mới biết đó là mình đã rơi vào trận địa được nhân dân ta bày sẵn. Nhân dân ta đã sáng tạo ra rất nhiều loại trông như trông đòn, trông hầm, trông quay, trông bàn, trông hòm. Đa số trông được làm bằng tre, có những nơi trông được làm từ thân cây của cây cao giả, hay làm bằng sắt. Hầm trông được bố trí ở khắp nơi, ở trên đường làng, ở hiên nhà, ở dưới gốc cây, trong vườn nhà, có mặt ở khắp đất nước Việt Nam. Hầm trông dễ làm, tre thì ta có sẵn ngay ở ngoài vườn. Từ những cụ già, những người phụ nữ, những em bé cũng tham gia phát trông để giết giặc. Chính vì vậy, hầm trông đã góp phần vào việc đánh giặc giữ làng, giữ nước của dân ta và đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của binh lính Mỹ. À đây nhớ mãi trong một cảnh phim Biệt Động Sài Gòn, một toán lính Mỹ đi càn ở Củ Chi, có một tên bị rơi xuống hầm trông đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng. Have me, have me. Nhưng những tên đồng bọn của hắn dù không bị rơi xuống hầm trông nhưng cũng hoảng sợ cực độ, quay súng bỏ chạy với sự bất lực. No, no, I can't. Không, không, tôi không thể. Một quân đội Mỹ được trang bị vũ khí tối tân hiện đại nhưng phải bỏ chạy trước hầm trông đơn giản của Việt Nam. Thấy tự hào làm sao dân tộc ta, một dân tộc bình dị nhưng rất đỗi anh hùng. 2. Đánh giặc bằng ong vỏ vẽ. Ở quê hương Bến Tre, cái nôi của phong trào đồng khởi, chẳng ai mà không biết ông Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1933, hy sinh ngày 26 tháng 10 năm 1964, bí danh Thanh Ngọc, quê tại xã Tân Thành Bình, nay thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ông đã sáng tạo cách đánh địch bằng ong vỏ vẽ, phối hợp với trận địa, trông, mìn, gây cho giặc nhiều tổn thất đáng kể. Trận địa có ong vỏ vẽ được ông thiết kế công phu. Ông bắt về điểm, sẽ xây dựng trận địa từ hồi tổ còn nhỏ, hàng ngày cho ong ăn thịt trâu bò, cho tổ ong lớn nhanh. Bên cạnh tổ ong, ông tu thiết kế trận địa hầm trông, mìn, cấm trông dày đặc ở khắp các mương gần đó. Khi địch đã lọt vào ổ,
Từ xa ông giật dây phá vỡ cho tổ ong bay ra rượt bọn địch tới tấp, khiến chúng hoảng loạn đâm đầu chạy, không biết nhìn xung quanh mình có trận địa đã bày sẵn. Thằng thì rơi xuống hầm trông, thằng thì rơi vào điểm có cải lựu đạn nổ, thằng thì nhảy xuống mương mong rằng thoát nạn bị ong đánh. Ai dè bị trông dưới mương đâm thủng bụng, làm cho bọn chết loạn xạ và phải dừng cuộc hành quân. Đúng là không chạy cũng chết, mà chạy thì cũng chết. Ở Cần Thơ, nhân dân ta bắt ong về nuôi, hàng ngày đem áo, khăn của mình ra treo ở gần tổ ong cho ong quen mùi. Nhân dân ta lại gần tổ ong thì không sao, nhưng khi Mỹ can tới, ong thấy mùi lạ bèn xông ra đánh tới tấp, làm cho bọn lính Mỹ bị ong đốt bỏ chạy toán loạn. Cái kết ghẹo ong là đây các bạn ạ. Các bạn đang xem video cho mình hỏi một chút là ở đây có bao nhiêu bạn bị ong đốt và lý do gì con ong đốt bạn. Hãy chia sẻ tuổi thơ dữ dội xuống bên dưới phần bình luận nhé. Còn AD thì bị ong đốt sưng vêu cả miệng vì cái tội đi phá tổ ong vàng. Các bạn thấy đấy, ở nước ta, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, có rất nhiều người dân đội du kích sáng tạo, cách đánh giặc bằng ong vỏ vẽ rất hiệu quả, tạo nên một sức mạnh toàn dân đánh giặc, càng làm cho phong trào giải phóng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ong vỏ vẽ được mệnh danh là binh chủng không quân của chiến tranh nhân dân. 3. Súng ngựa trời. Súng ngựa trời là một loại vũ khí thô sơ, có hình con ngựa trời, dùng phóng các mảnh bằng kim loại, thủy tinh, đá vụn, gây sát thương sinh lực địch. Cấu tạo của súng ngựa trời gồm nòng bằng kim loại, ống nước, ống tôn, đường kính 35-70mm, dài 0,4-0,8m, đáy nòng bịt kín, hàn hay dập dẹt, đặt trên hai chân trống, gần đáy nòng khoan một lỗ để lắp cơ cấu cò hay bộ phận phát hỏa đơn giản. Trong nòng nhồi thuốc phóng, thường dùng thuốc đen, tấm đệm bằng gỗ và bằng các mảnh gang, sắt, mảnh xanh, thủy tinh, đá, bi xe đạp, có thể ngâm nọc rắn độc, nước tiểu nhằm tăng tính sát thương. Cự ly phóng mảnh tới 150m, sát thương sinh lực địch khoảng cách tới 100m. Súng ngựa trời được quân và dân Bến Tre sản xuất vào tháng 1 năm 1960, được sử dụng ở ba xã Đinh Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp và một số trận chống càn ở Bến Tre trong phong trào đồng khởi. Sau đó, súng được sử dụng phổ biến trong du kích đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ đầu những năm 60 của thế kỷ 20. Bạn nào ở miền sông nước có thể hỏi ông bà về thứ vũ khí lợi hại này nhé. Và chia sẻ lên đây cho 500.000 anh em ánh sao vàng cùng mở mang tầm mắt nha. 4. Giàn thun bắn lựu đạn. Giàn thun cao su bắn lựu đạn do đội du kích sử dụng được làm bằng hai dây lớn, buộc một mảnh bạt vào đuôi. Hai đầu dây cột vào một cái cây có hai chạc cao hơn đầu người, kéo căng ra để quăng lựu đạn đã rút chốt sẵn. Phần mỏ vịt được quấn chặt bằng dây cao su và tính toán sao cho lựu đạn bay xa từ 100m đến 150m thì dây cao su mở hết, rồi phát nổ trong đầu địch. Thời gian cháy chậm của lựu đạn là 7 giây, nên khoảng cách tối thiểu mà ta có thể bắn trúng đó là 330m. Người chỉ huy hô bắn, tất cả đồng loạt buông ra, trái lựu đạn được bắn đi vào không trung và rời xa mấy trăm mét. Người quan sát trên cây hô trúng rồi. Ở dưới đất, người chỉ huy trả quả lựu đạn tiếp theo, hoặc người trên cây yêu cầu điều chỉnh qua trái, qua phải, xa hơn, gần hơn 5-10m để những người dưới đất điều chỉnh lại thước ngắm. Cứ thế mà các du kích nã đạn, chỉ đến khi đánh cháy được đồn địch, họ mới tháo giàn thun và âm thầm rút lui không để lại dấu vết. Bọn địch ở trong đồn được nhận những quả lựu đạn từ trên trời rơi xuống, chỉ biết âm thầm chịu đựng, chứ chẳng biết ai tấn công mình và ở phía nào. Chúng chỉ bắn trả một cách mông lung, không chủ đích khi đội du kích của ta đã rút lui an toàn. Nhờ giàn thun bắn lựu đạn mà du kích Bến Tre đã hạ được nhiều đồn địch trong phong trào đồng khởi năm 1960. Và bây giờ thì hòa bình đã lập lại. Những chiếc giàn thun được thiết kế nhỏ gọn dưới bàn tay của những đứa trẻ thôn quê để đi bắn chim, bắn cá. Tuổi thơ của bạn đã tậu được cho mình những chiếc giàn thun siêu xịn hay chưa? Chứ AD thì có nhiều lắm. 5. Hạ trực thăng địch bằng cụm ba trái nổ đơn giản mà hiệu quả. Với trí thông minh, óc sáng tạo của người dân Bến Tre, đồng chí Nguyễn Văn Trồn và đồng đội đã tận dụng pháo lép của Mỹ chế thành trái nổ, lấy vũ khí địch đánh địch, diệt máy bay trực thăng Mỹ ở ấp 5 xã Long Mỹ, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào năm 1969. Trái nổ được đặt cách mặt đất 0,7m và trên giá treo và được gài bằng 4 sợi dây cho một chốt an toàn của trái nổ. Mỗi dây dài 25m, quăng qua các chông sào. Giữa trái này và trái khác có khoảng cách 50m
và được bố trí thành thế tam giác ba trái ba cụm. Đồng thời trên các sợi dây dẫn đến chốt an toàn của chiến sĩ ta còn thêm tàu cau, lá chuối tạo sức giật chốt mạnh, có khi sức gió đảm bảo trái nổ sẽ đúng yêu cầu. Ngày 13 tháng 4 năm 1969, trực thăng Mỹ đổ quân vào trận địa. Sức gió căng và cánh quạt máy bay giật mạnh tàu cau, chuối làm một cụm trái nổ, kết quả hai chiếc máy bay bị bắn rơi tại chỗ, hai chiếc khác bị thương. Bị thiệt hại, quân Mỹ đưa trực thăng khác đến chở thương binh, xác lính. Khi vào trận địa trái nổ, một cụm trái khác nổ tiếp, thêm một chiếc máy bay rơi tại chỗ. Trận này, du kích xã Long Mỹ diệt và làm hư hại nặng 5 máy bay trực thăng của địch, cùng hàng chục lính Mỹ bị tiêu diệt khi chưa kịp xuống mặt đất. Nhờ những loại vũ khí lợi hại đó, nên mặc dù lực lượng của ta ở ngay sát nát địch, ngày ngày khiến cho địch chết và bị thương mà chúng không thể tìm ra nơi quân ta phục kích. Chẳng thế mà ngày ấy địch hay nói câu cửa miệng không đụng độ Việt Cộng mà vẫn đầu rơi máu chảy. 6. Đánh giặc bằng mình gạt. Cựu chiến binh Trung tá Tô Hoài Đức ở Củ Chi chính là người sáng tạo ra mình gạt. Ông được biết đến như người có biệt tài sáng chế vũ khí. Ban đầu, ông mượn cán bộ quân giới hai trái mình cán của Liên Xô về tìm hiểu, sau đó mang đi đánh thử xe tăng. Tuy nhiên, nhược điểm của loại mìn này là khi xe tăng cán lên mới gây nổ. Ông bèn tìm cách dùng thuốc từ những trái đạn, quả bom chưa nổ để làm mìn đánh xe tăng, chế bộ điểm hỏa gắn vào và chừa một lỗ nhỏ để cắm qua khe dài. Làm xong, ông mang mìn đi cải thử và đánh thắng ngay lần đầu. Loại mìn này chỉ cần xe tăng chạy qua, gạt nhẹ vào chiếc que là nổ ngay. Từ đó, quân và dân Củ Chi dùng mìn gạt để đánh xe tăng, tàu chiến Mỹ và cả lính bộ binh đi cản, máy bay đổ bộ nữa. Chỉ cần biết được những vị trí địch có thể tập trung quân, máy bay có thể đổ quân, cài sẵn mìn ở đó và chờ kết quả. Hiệu quả của mìn gạt giúp quân và dân Củ Chi càng hăng hái thi đua giết giặc, đánh xe tăng địch. Từ đó ta mới thấy được sự mưu trí, dũng cảm của những con người Việt Nam, luôn kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, luôn thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng của một dân tộc, đối đầu với các thế lực ngoại xâm qua các thời đại lịch sử. Những vũ khí ấy đã góp phần cho thắng lợi của toàn dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến, chiến tranh giữ nước, viết thêm cho lịch sử hào hùng của một dân tộc anh hùng. Vừa rồi, AD đã giới thiệu tới các bạn 6 loại vũ khí tự chế của quân và dân ta. Các bạn có cảm nhận như thế nào về những loại vũ khí lợi hại này thì hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, video ngày hôm nay của chúng tớ đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ kênh vào 10 giờ và 17 giờ hàng ngày. Nếu video này làm các bạn thấy tâm đắc thì đừng quên tặng tụi tớ một like và combo thêm nút đăng ký kênh rồi click nút chuông bên cạnh để hóng video sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.